mình tên Hương, mình 29 tuổi. Mục đích mình đến Yobo là muốn giảm cân. Lúc đầu mình đến mình 52kg, nhưng sau 3 ngày detox mình đã giảm được 3kg. Nhưng mong muốn trong vòng 1 tháng của mình trước đây thì mình đã không cần phải thực hiện liệu trình giảm cân nữa, mà đã chuyển sang liệu trình duy trì. Và sau 3 ngày mình cảm thấy mình rất là gọn, bụng đã giảm được rất là nhiều. Cảm ơn các bạn, hy vọng là các bạn cũng sẽ giảm cân được như mình.